Vâng, và bây giờ tôi sẽ chạy thử máy khoan đất Oshima 2BS công suất lớn. Máy này có thể dùng khoan cho một người hoặc hai người, khoan cùng một lúc. Máy này có thể khoan được ở tất cả mọi địa hình: đất đá, sỏi, đất cứng. Đường kính mũi khoan tối đa là 300mm. Có bộ sách đi kèm theo máy là có sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành, bộ phụ kiện. Máy pha nhớt, vẽo luôn nguyên liệu và một thân máy chính. Bây giờ mình sẽ châm nguyên liệu vào cho máy. Đây là nguyên liệu xăng pha nhớt tỷ lệ 1:25 mình đã pha sẵn nha các bạn. Khi chúng ta mở nắp ra, chúng ta nắp cái phễu đun xăng vào. Sau khi đun xăng, chúng ta sẽ nắp chặt vào để tránh xăng nó sóc, nó trào ra ngoài. Khi máy mới bắt đầu sử dụng, khi mà bơm xăng xong, khi mà đun xăng xong thì chúng ta sẽ bơm xăng lên nha các bạn. Ở đây có một cái nút bơm xăng, chúng ta sẽ ấn khi nào nó đầy nút này khoảng tầm 10 đến 12 cái. Rồi, khi mà xăng đã lên đầy rồi nha các bạn, thì chúng ta bật cái nút on này lên. Khi mà chúng ta sử dụng một người á thì là chúng ta cầm như thế này, chúng ta khoan. Còn khi nào chúng ta có hai người thì hai người cầm hai đầu, chúng ta dùng cái tay ga này. Và bây giờ chúng ta sẽ nắp mũi khoan vào. Bây giờ chúng ta sẽ nắp chạy thử mũi khoan đường kính 200 và có chiều sâu là 80. Mũi khoan có một lỗ để gài vào với trục của máy và chúng ta đút khoan vào. Bạn lưu ý để cho hai lỗ nó tương đương nhau thì chúng ta gắn chốt vào ha. Sau khi gắn chốt xong thì chúng ta sẽ gài lại. Và bây giờ chúng ta chỉ cần khởi động và khoan. Với dòng máy khoan Oshima 2BS công suất lớn thì chúng ta có thể xoan tối đa ngập đến tới trên này, thì độ sâu ở máy có thể đạt đến 80-85, độ sâu từ dưới lên 80-85 và đường kính tối đa là 300. Mình vừa khoan thử cho các bạn là đường kính của mũi khoan là 20 và bây giờ mình sẽ đắp mũi khoan đường kính 30 và khoan cho các bạn xem.
Bây giờ chúng ta sẽ tháo mũi khoan ra và nắp mũi khoan đường kính 300 vào. Khoan đường kính 300. Khi nắp mũi khoan vào, chúng ta để ý hai lỗ này và lỗ này nó thông nhau, và chúng ta lắp chốt qua để gài lại. Khoan thử cho các bạn mũi khoan đường kính 300. Bây giờ mình sẽ khoan thử máy này một người cho các bạn. Đường đi. Mình vừa lắp ráp chạy thử máy khoan đất Oshima 2BS cho các bạn với đường kính mũi 300. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.